Xin chào các bạn đã đến với Techmart. Fabless đã không còn là điều gì quá xa lạ với cuộc sống của chúng ta trong thế di động hiện nay. Tuy nhiên, Fabless dùng bút thì là một câu chuyện khác. Và có một điều khá là đáng tiếc là cho đến bây giờ vẫn không có nhiều nhà sản xuất tỏ ra mặn mà với lối thiết kế này cho các mẫu điện thoại màn hình siêu lớn của họ. Tuy nhiên, những chiếc Fabless dùng bút vẫn có được sự tôn trọng nhất định trong thế di động, bởi đi kèm với những thiết bị này vẫn là những lợi thế về cả phần cứng và phần mềm mà ít mẫu điện thoại màn hình lớn nào có được. Và sau đây sẽ là tổng hợp nhanh của Techmart về một số mẫu hay là dòng Fabless nổi tiếng từng được xuất hiện trên thế di động hiện nay kể từ sau sự xuất hiện đầu tiên của chiếc Galaxy Note. Đầu tiên đó chính là Samsung Galaxy Note. Không cần phải nói rõ ràng bất kỳ mẫu máy nào, nhưng mà Galaxy Note chắc chắn luôn được coi là những chiếc phablet cao cấp đáng mua bậc nhất mỗi dịp cuối năm. Đây chính là dòng điện thoại đầu tiên khai sinh ra một cách hoàn chỉnh khái niệm phablet là như thế nào. Bên cạnh màn hình lớn thuộc hàng kỷ lục trong lần đầu tiên được ra mắt, thì Galaxy Note còn nổi bật với lại chiếc bút cảm ứng S Pen độc quyền hợp tác với hãng Wacom Nhật Bản để giúp cho chiếc bút này trở thành một trong những sản phẩm chỉ có riêng cho những chiếc Galaxy Note. Cùng với đó là bộ phần mềm riêng hỗ trợ cho S Pen để người dùng có thể thoải mái sử dụng để viết, để ghi chú, vẽ, sáng tác nghệ thuật không giới hạn. Chiếc Samsung Galaxy Note 9 là mẫu Galaxy Note mới nhất và cũng được coi là một trong những thiết bị phablet Android cao cấp đáng mua nhất hiện nay. Thứ hai đó là dòng LG Stylus. Dòng sản phẩm sử dụng bút màn hình lớn của LG được bắt đầu với chiếc G3 Stylus, được phát hành lần đầu tiên vào năm 2014 và được coi là một mẫu giá rẻ hơn của chiếc flagship G3, nhưng mà hỗ trợ thêm bút cảm ứng và nhanh chóng định hình tư duy của công ty Hàn Quốc về một mẫu phablet dùng bút có giá rẻ cùng với bộ phần mềm chuyên ghi chú đi kèm. Tuy nhiên, khác với những chiếc Galaxy Note thì mẫu phablet mang thương hiệu Stylus hoặc là Stylo ở thị trường phương Tây của LG chỉ sử dụng bút cảm ứng điện dung thông thường, và đặc điểm khác lớn nhất so với một mẫu điện thoại chỉ nằm ở bộ phần mềm đó là QMemo hỗ trợ thêm chức năng ghi chú, vẽ vời đơn giản mà thôi. Điều này là dễ hiểu bởi LG định hình các phablet dùng bút của họ vào khúc giá rẻ, nên việc bộ tính năng đi kèm cũng chỉ dừng lại ở mức cho có thì việc đầu tư mạnh mẽ như là đẳng cấp flagship như là Samsung. Cái tên tiếp theo đó là Sony Xperia Z Ultra. Không chỉ mang danh hiệu là chiếc điện thoại Sony lớn nhất từng được phát triển, đây có thể coi là chiếc phablet cực kỳ thú vị khi mà thiết bị này được tối ưu thao tác sử dụng bút nhưng mà lại không hề được trang bị chiếc bút chuyên dụng đi kèm. Lý do chính nằm ở việc là Sony đã sử dụng thêm một lớp cảm biến siêu nhạy lên màn hình của chiếc Z Ultra để giúp tương tác được các vật nhọn, đặc biệt là ngòi bút chì, bút bi, thậm chí là chìa khóa hay là đồng xu kim loại để viết và vẽ. Sony cho biết màn hình Xperia Z Ultra có thể sử dụng được nhiều loại bút với điều kiện là đường kính ngòi bút phải lớn hơn 1mm. Tuy nhiên, có một điểm khiến cho màn hình của Xperia Z Ultra không có thể sánh được với mẫu Galaxy Note cùng thời điểm, đó là nó không hỗ trợ cảm nhận độ nhạy lực cũng như là bộ phần mềm hỗ trợ quá yếu, nên cuối cùng chức năng siêu nhạy của màn hình thiết bị cũng chỉ dừng lại ở mức là cho có mà thôi. Cái tên tiếp theo đó là Asus FunPad Note. Có vẻ như không chỉ Samsung có được sự hợp tác với Wacom mà Asus, hãng PC kim sản xuất di động cũng đã từng có một thiết bị tương tự Galaxy Note với lại chiếc FunPad Note 6 với màn hình thậm chí còn to hơn lên đến 6 inch. Chẳng thế mà khi ra mắt, Asus từng cho rằng chiếc điện thoại của họ là thiết bị lai giữa phablet và máy tính bảng. Như đã đề cập thì bút cảm ứng đi kèm của chiếc FunPad Note 6 sử dụng công nghệ của Wacom, tức là nó có thể tương thích tốt với màn hình của Galaxy Note và ngược lại. Bên cạnh đó, bộ phần mềm ghi chú đi kèm của chiếc FunPad Note 6 cũng được đánh giá cao với nhiều chế độ và mức độ nhạy lực tốt, giúp cho người dùng thoải mái sáng tạo trên màn hình cảm ứng của máy. Tuy nhiên, có vẻ như doanh số không được khả quan mà sau đó Asus đã không giới thiệu thêm mẫu FunPad xài bút nào khác của họ nữa. Tiếp theo nữa đó là Pentax Sky A890. Đây có thể coi là chiếc điện thoại màn hình lớn xài bút nổi tiếng nhất mà Pentax từng ra mắt trong những ngày tháng huy hoàng nhất của họ. Được biết đến tại nước ta với một cái tên gọi khác khá là mỹ miều, tên là Vega Series Note. Sẽ không lạ khi mà chiếc điện thoại này nhắm đến tính năng chủ đạo chính là khả năng ghi chú nhờ tận dụng được màn hình lớn lên đến 6 inch của máy. Tuy nhiên, bút cảm ứng V-Pen đi kèm của máy là chiếc bút điện dung thông thường, không hỗ trợ độ nhạy lực cũng như là thực tế chất lượng của cái bút này cũng khá là kém. Bù lại thì bộ phần mềm ghi chú đi kèm của máy tương đối mạnh mẽ với nhiều tính năng thú vị. Và cuối cùng đó là Huawei Mate 20X. Mate series là dòng phablet flagship của Huawei và được sinh ra để cạnh tranh trực tiếp với là Galaxy Note của Samsung. Nhưng mà phải đến thế hệ Mate mới nhất với mẫu Mate 20X thì Huawei mới chính thức đưa bút cảm ứng chuyên dụng tích hợp vào dòng sản phẩm này. Dù hiện tại là chưa rõ phần mềm trên chiếc phablet này sẽ có những điểm mạnh gì về khả năng viết vẽ khi mà so với Galaxy Note 9, nhưng mà việc hỗ trợ bút M-Pen vốn chỉ đang xuất hiện trên các mẫu máy tính bảng MacBook hay là MetaPad Pro cao cấp thì chúng ta có thể hoàn toàn kỳ vọng vào việc là Mate 20X sẽ có thể làm nên. Bên cạnh đó thì Mate 20X còn được hướng đến một thiết bị dành cho game thủ với phần cứng Slick cực kỳ mạnh mẽ cùng với màn hình lớn lên đến 7 inch cho không gian trải nghiệm rộng rãi. Và vừa rồi là những tổng hợp của Techmart về những chiếc phablet sử dụng bút đã từng xuất hiện. Và các bạn khán giả của Techmart, các bạn cảm thấy những chiếc điện thoại này như thế nào thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video khác của Techmart.